tê giác trắng Ceratotherium simum mang trên mình một hình thể đồ sộ và kỳ vĩ, nổi bật nhất trong các loài tê giác hiện đại. Chính sự khác biệt về cấu trúc cơ thể, chiếc sừng lớn và đôi môi đặc biệt đã làm cho loài động vật này trở thành biểu tượng cho sức mạnh và sự bền bỉ trong tự nhiên. Nhưng điều gì thực sự làm nên nét độc đáo trong hình thể của chúng? Với trọng lượng trung bình từ 1.800 đến 2.500 kg, có thể lên tới 3.600 kg với những cá thể lớn nhất, tê giác trắng là loài tê giác lớn nhất và cũng là một trong những loài động vật có vú lớn nhất trên đất liền. Chiều dài cơ thể của chúng có thể đạt đến 4 mét, trong khi chiều cao ở vai dao động từ 1.5 đến 2 mét. Khối cơ bắp vạm vỡ và lớp da dày đến 5cm giúp chúng trở nên mạnh mẽ và có khả năng chống chịu tuyệt vời trước các tác nhân bên ngoài. Một trong những điểm thu hút đặc biệt của tê giác trắng chính là cặp sừng của chúng. Sừng của tê giác trắng có thể phát triển dài hơn bất kỳ loài tê giác nào khác, với chiếc sừng dài nhất được ghi nhận có thể vượt qua 1,5 mét. Dù cứng rắn, sừng của chúng lại được cấu tạo từ chất keratin giống như tóc và móng của con người và liên tục mọc dài hơn trong suốt cuộc đời. Điều này không chỉ mang đến vẻ oai hùng mà còn đóng vai trò quan trọng trong các hành vi xã hội và tự vệ. Khác với các loài tê giác khác, tê giác trắng sở hữu đôi môi vuông đặc biệt, hoàn toàn thích nghi với việc gặm cỏ sát mặt đất. Đôi môi vuông này là lý do chúng còn được gọi là tê giác môi vuông, square-lipped rhinos. Đây là một trong những đặc điểm độc đáo nhất của tê giác trắng, giúp chúng dễ dàng càn quét những thảm cỏ rộng lớn trên đồng bằng châu Phi. Khả năng ăn đến 60kg cỏ mỗi ngày làm cho chúng trở thành những cỗ máy gặm cỏ thực thụ. Da của tê giác trắng không chỉ dày mà còn có cấu trúc nhăn nheo, tạo nên một vẻ ngoài hầm hố. Lớp da này bảo vệ chúng khỏi các vết cắn của côn trùng và các tác động nhỏ từ môi trường. Những nếp nhăn trên da cũng giữ lại nước và bùn, giúp chúng làm mát cơ thể và tạo lớp bảo vệ tự nhiên khỏi tia UV. Dù to lớn, tê giác trắng có khả năng di chuyển với tốc độ đáng ngạc nhiên, lên đến 50 km/h trong những khoảnh khắc cần thiết. Đôi chân mạnh mẽ và khung xương chắc khỏe giúp chúng có thể xoay người và tăng tốc nhanh, khiến cho ngay cả những kẻ săn mồi cũng phải e dè. Với sự hùng vĩ trong vóc dáng, từ đôi sừng sắc sảo cho đến cơ thể vạm vỡ, tê giác trắng không chỉ là biểu tượng của sức mạnh, mà còn là minh chứng cho sự đa dạng và kỳ diệu.